Sáng ngày 18 tháng 2, thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết khoảng 9 giờ 30 phút ngày 17 tháng 2, biên đội tàu CSB-4035 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nhận được tín hiệu, đề nghị hỗ trợ y tế từ tàu cá CM-91844TS do ông Võ Thanh Tâm, 53 tuổi, làm thuyền trưởng. Đồng thời, trên tàu lúc này có ngư dân Võ Thanh Nam, 25 tuổi, ở tỉnh Bến Tre, trong quá trình hoạt động đánh bắt cá trên biển không may bị tổn thương bộ phận sinh dục, dập niệu đạo trước làm bàng quang căng tức, bí tiểu. Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4 đã nhanh chóng sử dụng xuồng đưa tổ công tác cơ động tiếp cận tàu cá để hỗ trợ y tế cho ngư dân. Do vết thương nghiêm trọng và sóng to, gió lớn nên cán bộ, chiến sĩ đã tiến hành sơ cứu, cấp thuốc ban đầu cho nạn nhân, sau đó báo cáo tình hình về Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã nhanh chóng điều động tàu CSB-2002 cơ động ra khu vực tàu cá CM-91844 tiến sĩ tiếp tục sơ cứu cho nạn nhân và đưa về đảo Thổ Chu để chữa trị. Đến 22 giờ cùng ngày, tàu CSB-2002 đã cập cảng Thổ Chu an toàn.